Rồi hôm nay thầy sẽ làm tiếp về cái bài là phương trình mũ. Định nghĩa phương trình mũ là phương trình chứa ẩn ở số mũ của lý thừa. Tức là đây là phương trình mũ. Mà nhận xét a mũ x á, là hàm số luôn lớn hơn 0 với điều kiện là a lớn hơn 1 và a lớn hơn 0 và khác 1. Vậy thì nếu mà m này bé bằng 0 thì phương trình này sẽ vô nghiệm. Tại bên đây thì luôn dương mà bên đây thì bé bằng 0 thì vô nghiệm. Nếu mà m mà lớn hơn 0 thì ta có là cái này. Mà cái này chính là định nghĩa của cái loga rồi. Để ý các cái cặp số như sau. Đây là những cái cặp này hay sử dụng. Liệt kê ra. Tức là hai cái này là liên hợp của nhau. Ví dụ đặt t bằng cái này thì cái này chính là 1 phần t. Thì dễ dàng kiểm chứng thôi, thì ta thấy ví dụ như cái đầu tiên đi thì căn 2 trừ 1 nhân cho căn 2 cộng 1 thì dễ dàng thấy là bằng 1. Chỉ suy ra được là căn 2 trừ 1 bằng 1 phần căn 2 cộng 1, hay với cách khác là căn 2 cộng 1 mũ trừ 1. Tương tự như ba cái số dưới. Rồi, bài này được giải như sau. Đặt ẩn phụ khi nó có dạng là phương trình bậc 2 theo x gì đó. Ví dụ phương trình bậc 2 đúng không? Phương trình bậc 2. Để coi đây. Tác vô ví dụ cho thấy. Còn bài này mình cứ làm thẳng thì bài này chắc cũng không có khó lắm. Nhìn ở đây vô các cái bậc mũ của mình lần lượt là 8, 12, 18, 27 thì chỉ cần nhớ nguyên tắc chia cho cái bậc lớn nhất hoặc chia cho con số lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Ở đây mình thấy 27 lớn nhất thì chia cho 27 hoặc tương ứng chia cho 8 cũng được. Nếu chia 27 á, thì cái 8 phần này á, thì rút gọn còn là biến thành là 2 phần 3 tất cả mũ 3 phần 3x. Tại vì 8 phần 27 thì bằng 2 mũ 3, này 3 mũ 3. Còn cái này nó sẽ rút gọn bằng mũ 2x, này mũ x, và này là 2. Vậy thì cái phương trình mình có dạng là 3t mũ 3, 4 lần t bình, trừ t và trừ 2. Thì lấy máy tính bấm ra được là 2 và 2 phần 3, còn 2 nghiệm còn lại là vô nghiệm, bỏ. Mà 2 phần 3 mũ x bằng 2 phần 3 tương ứng là, cái này giống như là mũ 1 vậy đó, 1 phần 1 thôi, x bằng 1. Vậy phương trình x bằng 1 là nghiệm. Rồi bây giờ mới đúng cái nãy đang nói nè. Căn 2 trừ 3 với căn 2 trừ căn 3 với 2 cộng căn 3. Thì nhận xét nếu thầy đặt t bằng cái này thì có phải cái này chính là bằng 1 trừ t không? Mà phải là t trừ 1 hay là 1 phần t. Vậy thì ta có phương trình là t cộng 1 phần t trừ 4 bằng 0. Thì nó tính bấm được hai nghiệm này. Rồi viết chậm lại chút xíu cái này viết hơi tắt. T là bao nhiêu? Là căn 2 trừ căn 3 tất cả mũ x bằng 2 cộng căn 3 hoặc là 2 trừ căn 3. Thì thay vì thầy ở đây thì viết cho mũ x chia 2 cho dễ nhìn đi. Mũ này tất cả mũ x trên 2. Ở đây cũng vậy, mũ x trên 2 thì sẽ bằng 2 trừ căn 3. Cái này á, thì chính là bằng 2 trừ căn 3 mũ trừ 1. Ở đây vậy thì x chia 2 bằng trừ 1. Và ở đây là x làm đặt dấu cộng không? Này dấu cộng vậy cái này nó mình sẽ viết ngược ở dưới. Đặt dấu cộng, dấu trừ quan trọng mình biết lúc đầu á, chứ đặt cái nào cũng được. Cái này sẽ là 2 trừ căn 3, vậy 2 trừ căn 3 sẽ bằng 2 cộng căn 3 mũ trừ 1. Vậy cái này sẽ bằng mũ 1, cái này sẽ bằng mũ trừ 1. Vậy tương ứng vô là hoặc x bằng 2 hoặc x bằng trừ 2 thì viết nó tắt vô đó. Tóm lại có hai nghiệm. Nhớ đặt t thì điều kiện phải lớn hơn 0. Nếu mà bài toán mà nó không cùng cái mũ ấy, thì mình sẽ lấy log hai vế. Lấy log theo cơ A hoặc log theo cơ B. Ở đây lấy log theo cơ A thì A của A nó còn là 1. Còn Fx vô còn log A của B thì cái mũ đem ra ngoài. Rồi tương tự.
Ở đây mình có thể dùng tính đơn điệu. Nếu bài toán này mà nhìn vô không có cách nào giải hết thì ta sẽ nhận xét, nếu mà cái hàm số này á, nó tới R á, nó tăng lên liên tục á, mà nhận xét hàm này luôn đồng biến. Mà hàm luôn đồng biến thì cái hàm nó sẽ luôn đi đi lên. Mà nó đi lên thì nó cắt tối đa cái phương trình y bằng không mấy nghiệm, chỉ có một nghiệm thôi, và chỉ ra cái nghiệm đó là bao nhiêu, thì bài toán của mình xong. Vậy bước thứ nhất, xét cái hàm số sau, lấy phía trái trừ phía phải, rồi sau đó nhận xét nhẩm một nghiệm là bằng một luôn. Mấy bài này là gọi là nhẩm nghiệm. Thế y bằng một là nghiệm của phương trình, nếu là trắc nghiệm là xong rồi. Làm tự luận á thì phải ghi thêm cho thầy là hàm số thứ nhất đạo hàm của nó luôn dương hoặc luôn âm, hàm số liên tục, thì suy ra nó đồng biến trên R. Thì suy ra nó đồng biến trên R thì nó có nhiều nhất là một nghiệm. Vậy cái phương trình 2.4 này nó sẽ có duy nhất một nghiệm, chỉ còn một xong chấm hết. Tiếp tục bài này thì nhận xét vô bài này thấy không có cách nào làm hết thì mình cố gắng mình nhóm hàng tử lại, nhân phân phối vô, rồi sau đó thì thấy bắt cặp được là đây cái này nè sẽ có là ba mũ gì. Đây 3 mũ x trừ 1, 3 x trừ 1, 3 x cộng 1. Cái này là 2 mũ x cộng 1. Đem dấu trừ qua, vậy dấu này dấu cộng, tiếp sai. Vậy thì ở đây đặt ra là 3 mũ x. Thiếu dấu. Rồi, vậy thì cái bài này như sau. Vậy thì đặt ra được cái này thì cái này thì luôn dương rồi, thì dẫn tới cái này bằng không, mà cái này chính là trình trên. Vậy bây giờ mình chỉ cái trang cái này lại thì tóm lại y bằng một là nhiều. Rồi ok, vô phần bài tập. Ở đây thì sửa cho cái bên trái thôi, còn bên phải tự nhà muốn giỏi thì phải làm thêm. Cố gắng biến đổi về cùng cái số mũ. Ở đây thì nó sẽ là 2 mũ 2x nhân cho 2 mũ á, trừ 1, 2 mũ trừ 1 chính là 1 phần 2 cộng cho 2 mũ nhiều 2x nhân cho 4 bằng 72. Vậy đặt 2 mũ x ra ngoài, vậy thì mình sẽ lấy 4 cộng 1 phần 2, 4 cộng 1 phần 2, vậy thì chỗ này nó sẽ tương đương bao nhiêu? 2 mũ 2x, 4 cộng 1 phần 2 là 9 phần 2 bằng 72. Vậy thì dục 2 qua, chia 9 lại, 72 chia 9 là 8, 8 x 2 là 16. Vậy thì 16, vậy tương ứng 2x sẽ bằng là 4, này 2 mũ 4 nè, hoặc là log 2 của 16 là bằng 4. Đây mình có hai kiểu nha, một á, mình hiểu là biến thành 2 mũ 4, 2x sẽ bằng 4. Rồi, hoặc là 2x thì sẽ bằng gì? Log 2 của 16, log 2 của 16 cũng bằng 4 luôn. Vậy tương ứng x bằng 2. Rồi, tiếp tục câu B. Câu B thì sẽ biến đổi cùng về cái cơ mũ 3. Thằng này nó sẽ bằng bao nhiêu? 3 của 2x bình cộng 6 bằng 3 của 3 2x cộng 2. Vậy tương ứng vô là 3x bình cộng 6 bằng 6x cộng 6, 6, 6 mất. Vậy thì x bằng 0 hoặc x bằng 2. Cái này cũng vậy, 5 mũ 2 mũ 1 phần 2 á. Vậy cái này nó sẽ tương ứng vô là 5 mũ 2 mũ 1 phần 2 thì nó sẽ mũ 1 phần x chứ, thì sẽ bằng là 5 mũ mấy, 6 2 5 thì mình không biết, mình lấy log 5 của 6 2 5 thì nó bằng 4, vậy này chính là bằng 5 mũ 4. Vậy tương ứng là 2 mũ 1 phần x sẽ bằng là 4. Vậy thì tương ứng là 1 phần x sẽ bằng là 2. Vậy tương ứng x sẽ bằng là 1 phần 2. Rồi tiếp. Ở đây nhận xét nè, 7 cộng 7 với
cộng 4 căn 3 nhận xét nè. Ta có 7 cộng 4 căn 3 nhân 7 trừ 4 căn 3, mấy con số này là đối với nhau, này giống hàm thức số 3 đó. Này 49, này là 16 nhân 3 48, hai này nhân vô là bằng 1. Vậy suy ra được là 7 trừ 4 căn 3 thì sẽ bằng là 7 cộng 4 căn 3 mũ trừ 1. Vậy thì cái bài ở đây mình sẽ tương ứng vô là bao nhiêu? 7 cộng 4 căn 3 mũ x bình trừ x trừ 5 thì sẽ bằng là 7 cộng 4 căn 3 tất cả mũ trừ 2x trừ 3. Vậy tương ứng vô là x bình trừ x trừ 5 bằng trừ 2x trừ 3. Thì nhập vô cái phương trình của mình là 1 bằng, rồi 1 bằng đem qua là trừ 2 bằng, có nghĩa là 1 và trừ 2, x bằng 1 hoặc x bằng trừ 2. Tiếp tục cái bài này. Vậy thì ở đây mình bài nào làm cho hết đi, ví dụ bài này đi. Đấy, con ngay đây á, thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Viết ra phân tích hết 5 mũ x nhân mấy. Bên đây là 5, tách ra hết cho thầy, biến đổi về một bên. Một bên là số, ví dụ đây 5 mũ x nè, nhân cho 5 mũ trừ 2 bằng 5 mũ x nhân cho 5 nhân cho 2 mũ x nhân cho 2 mũ trừ x nhân cho 5 mũ x và nhân cho 5 mũ 3. Hai cái này nhân vô là bằng 1 rồi. 5 mũ x với 5 x mất còn 1. Vậy 5 mũ x ở đây bằng nhiêu đây? Này số 1 rồi, vậy 5 mũ trừ 5 bằng 5 mũ x, vậy x bằng trừ 5. Rồi. Các câu này làm tương tự giống vậy. Ở đây để ý có câu hai câu này thì sửa cho câu B. Vậy thì ở đây viết 5 mũ x nhân cho 2 à. Cái chữ ở đây nè sẽ là x trừ 1 chia cho x, này mình đánh máy sai á. Vậy này sẽ 3 lần x trừ 1 trên cho x. Để ý sửa này vô cho thầy nha. Thì 500 thì phân tích thành nhân tử cho thầy thì nó sẽ bằng là 2 mũ 2 nhân 5 mũ 3. Rồi. Sau đó dục x một bên, dục số một bên. Vậy thì ở đây nó sẽ là 5 mũ mấy? 5 mũ x trừ 3 bằng nhiêu? Bằng 2 mũ 2 trừ cho 3 x trừ 1 trên cho x. Rồi tiếp tục. Thì bây giờ quy đồng lên và sau đó lấy lóc đôi số vô. Thì ở đây thầy sẽ lấy lóc đôi số cái nào phức tạp á, để coi coi cái nào phức tạp thì mình sẽ lóc của nó. 2 mũ x. Rồi để lóc cái nào phức tạp mình sẽ lấy lóc cho nó đơn giản. Vậy chỗ này sẽ bằng là lóc 2 của 5 x trừ 3 bằng lấy lóc 2, 2 nó biến mất rồi. Vậy chỗ này quy đồng lên là 2 x trừ 3 x cộng 3 trên cho x. Vậy tương ứng vô là x, x trừ 3, x, x trừ 3 nhân cho lóc 2 của 5 bằng trừ x cộng 3. Thấy hai cái trừ x cộng 3 giống mình đặt ra ngoài. Vậy có phải là x trừ 3 là bằng 0 hoặc x lóc 2 của 5 bằng mấy đây? Bằng trừ 1. Vậy tương ứng vô hoặc là x bằng 3 hoặc là x bằng trừ 1 phần lóc 2 của 5. Mà 1 phần lóc 2 của 5 thì bằng trừ lóc 5 của 2, quay ngược chiều lại thì đây có hai nghiệm ở đây. Làm trắc nghiệm nó dễ chỗ á, làm mình có quyền kiểm tra. Ví dụ như cái bài này thì nhập cho thầy đó là 3 store A rồi trừ log 5 của 2 store B.
Rồi sau đó nhập cái đề cho thầy là 5 mũ yếm. Nhân cho 8 mũ x trừ 1 trên x trừ cho 500. C là C lần lượt vô là A và B. Rồi tiếp tục. Đó thì dễ dàng kiểm tra thấy nó sẽ bằng 0. Tương tự làm cho câu C. Viết 2 mũ x nhân 2 mũ 3 nhân cho 3 mũ x nhân cho 1 phần 9 nhân cho 5 mũ x nhân cho 5 bằng 4.000. 2 mũ x, 3 mũ x, 5 mũ x bắt lại với nhau thì biến thành là 30 mũ x. 4.000 chia 5 nhân 9 chia 8 thì sẽ bằng là 900. Và 900 thì bằng 30 bình. Thì x bằng 2. Bài này thì nhận xét lấy máy tính bấm vô căn 7 cộng cho căn 3 5 21 3 5 7 21 thì bằng 14. À vậy tóm lại là cái bài của mình là xong rồi. Vậy đặt cái T là bằng cái này. Vậy cái này là bằng 1 phần T bằng hồi nãy là bằng 14. Rồi xong tự giải quyết vô. À, các cái bài này á, thì chia cho các bậc cao nhất. Ok, vậy là được rồi. Các bài tập kia em cố gắng làm vào.